chào quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Mạo Khê A, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự hội thi Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ, em mang đến hội thi một câu chuyện cảm động về giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Bác. Kính thưa ban giám khảo, thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, chúng ta hãy cùng bồi hồi, xúc động, nhớ về những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Bác qua câu chuyện lời Bác dặn trước lúc đi xa. Sau đây em xin kính mời quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến lắng nghe câu chuyện cảm động này. Chuyện kể rằng, vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, đây là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác. Bởi sau 9 giờ sáng, người đã thực sự bước vào cuộc trường chinh nhẹ cánh bay, để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới một niềm đau thương, mất mát, không thể diễn tả nổi bằng mọi ngôn từ. Không gian câu chuyện cũng chỉ thu nhỏ trong căn phòng A67. Căn phòng này cách ngôi nhà sàn của Bác vài chục bước chân. Trước đó, theo lời đề nghị của các bác sĩ, để tiện theo dõi và chăm sóc sức khỏe của người, tối ngày 18 tháng 8 năm 1969, các đồng chí trong Bộ Chính trị và những đồng chí trực tiếp chăm sóc cho Bác đã chuyển Bác xuống ở căn phòng này. Sau gần 20 ngày chống chọi với bệnh tật, lúc này Bác đã yếu lắm rồi, nhưng tỉnh lại ngay lập tức. Bác hỏi: "Hôm nay miền Nam chiến thắng ở đâu? Ở Hà Nội đề vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân không?" Mấy ngày sau đó, các bác sĩ phát hiện trái tim của Bác có vấn đề, cần phải giữ thận trọng. Thế rồi đã đến thời điểm Bác phải nằm yên một chỗ. Tối ngày 30 tháng 8 năm 1969, Bác phải trải qua một cơn đau rồi đi vào hôn mê sâu. Những biện pháp tốt nhất các bác sĩ sử dụng để cấp cứu cho Bác. Thế rồi Bác dần dần tỉnh lại, thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng cạnh. Bác hỏi: "Các chú chuẩn bị lễ quốc khánh đến đâu rồi?" Nghe đồng chí Phạm Văn Đồng báo cáo, Bác dặn dò: "Các chú phải chuẩn bị lễ quốc khánh thật long trọng để cho nhân dân vui. Phải nhớ bắn pháo hoa mừng chiến thắng để cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân. Bác còn muốn ra dự lễ, mọi khi Bác chỉ ăn một thìa cơm, nhưng tối đó Bác nhét giới thêm thìa nữa để ăn cho chóng khỏe, còn ra gặp đồng bào trong lễ quốc khánh dù chỉ 5-10 phút. Đứng trước ranh giới của sự mong manh và cái chết, đối diện với quy luật nghiền ngã của sự tồn vong, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước. Bác nương như tất cả, chỉ quên mình. Nằm trên giường bệnh sáng ngày 2 tháng 9, lúc này Bác đã yếu lắm rồi. Mong muốn cuối cùng của người là được ra gặp và thăm đồng bào miền Nam, không thực hiện được. Hơi thở của người mỗi lúc yếu dần. Lần đầu tiên tỉnh lại sau cơn đau, người nhìn xung quanh rồi hỏi: "Trong các chú có ai biết Hò Huế không?" Mọi người lúng túng nhìn nhau, quả là một tình huống không ai chuẩn bị trước. Thường ngày, người vẫn luôn nói: "Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi." Thêm vào đó, Huế vốn là mảnh đất gắn bó cùng người suốt khoảng thời gian dài tuổi thơ. Giờ đây, trong những giây phút cuối cùng, có lẽ người muốn mang hình ảnh miền Nam yêu thương, hình ảnh nhớ ngự, sông Hương với những kỷ niệm buồn theo mình vào cõi vĩnh hằng bất tử. Nỗi niềm ấy của người dường như ai cũng thấu hiểu, nhưng tìm nghệ sĩ Hò Huế lúc này thật khó. Lần thứ hai tỉnh lại, người lại hỏi, lúc này giọng người đã yếu hơn nhiều: "Trong các chú có thể hát cho Bác nghe một làn điệu ví dặm Nghệ Tĩnh được không?" Thêm một lần nữa, sự im lặng và bối rối bao trùm căn phòng. Câu ví dặm, câu hát dân ca xứ Nghệ đã bao bọc và nuôi dưỡng tâm hồn người từ thuở lọt lòng. Người lớn lên và đi ra thế giới từ chiếc nôi văn hóa quê hương mặn ngoài tình nghĩa ấy. Trước giây phút sắp biệt ly, người khao khát được nghe, được sống trong hơi ấm quê hương. Lần thứ ba tỉnh lại,
Người ngỏ ý muốn nghe một khúc dân ca quan họ Bắc Ninh. Lần này thật may mắn có cô y tá bé nhỏ Ngô Thị Oanh tiến lại gần. Thưa bác, cháu xin hát cho bác nghe ạ. Với chất giọng trong trẻo của người con gái Vĩnh Phúc, chị cất lời hát. Người ơi, người ở đừng về. Căn phòng nhỏ chìm trong tiếng hát. Tiếng hát hay tiếng lòng không ai phân biệt được. Chỉ biết rằng lời quan họ sâu lắng quá, tha thiết quá. Người ơi, người ở đừng về. Mà người ơi, người ở đừng về. Đã nói hộ lòng người. Cô y tá càng hát càng nghẹn ngào. Mọi người xung quanh không ai cầm được nước mắt. Người sinh ra và lớn lên trong câu hát dân ca, từ điệu ví dặm ẩu ơ, ngọt ngào, đằm thắm của mẹ. Để rồi, người thanh thản nhẹ nhàng bước vào cuộc trường sinh bằng âm hưởng tiếng hát dân ca. Lúc ấy là 9 giờ 47 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, trái tim vĩ đại của Bác Hồ đã ngừng đập, để lại muôn vàn tình yêu thương cho đồng bào cả nước. Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Thưa quý vị, cả cuộc đời của mình, người đã dành trọn tình yêu thương cho Tổ quốc, cho nhân loại và những khúc hát dân ca. Thưa bác kính yêu, chúng cháu thế hệ thiếu niên nhi đồng, được sinh ra và trưởng thành khi đất nước được hòa bình và phát triển, soi mình vào cuộc đời, vào tình yêu thương bao la của bác, thế hệ chúng cháu hôm nay nguyện tu dưỡng và rèn luyện đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thưa bác kính yêu, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật bác, chúng em, những học sinh chăm ngoan của trường tiểu học Mạo Khê A, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, xin kính dâng lên bác những bông hoa tươi thắm nhất, thay cho tình yêu chân thành, sự biết ơn vô bờ bến, gửi tới bác với muôn vàn kính yêu. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Em xin chân thành cảm ơn quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến đã lắng nghe câu chuyện cảm động này. Em xin chân thành cảm ơn.